ba cái rồi đấy. Ủa cái đó là cái gì vậy? Đường hả? Cái đó đường. À chào chị. Cái làm bằng đường cái gì vậy? Còn kia là bột gì? Cái này cũng kiếm được đi theo cái màu kẹo này. À. Bột ăn được đó hả? Nghe là bao nhiêu một miếng? 50.000 đấy. 10.000 miếng. Ồ, kéo anh chị luôn ha. Cái là sợi dừa hả? Cái đầu cọc vào. Đấy là nó là cái con mà ngay chỗ cái máy hình. Trên cái máy hình nằm gắn dưới cái cải để dĩa. Trên cái máy hình của mình. Đó, thấy. Ủa cái bột này về mình có làm gì không? Mình có mình múa về thôi hả? À, chứ mình không hóc rang lên, không có làm chín lên hả? Hay nó có sẵn vậy rồi? Bột này nó có sẵn vậy rồi hay là mình phải về mình phải rang lên? Em biết thì người nhà em làm, em biết dạ. Bán. À.